giả vờ vào tiệm hỏi mua điện thoại. Thanh niên bất ngờ rút vật nhọn khống chế nữ nhân viên, đưa vào phòng rồi vội vã thực hiện hành vi phạm pháp. Vào khoảng 15h10 ngày 12 tháng 11, 2024, Nguyễn Thế Đăng Quang ở Vũng Tàu đi chiếc xe mô tô đến một cửa hàng bán điện thoại tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Quang đeo khẩu trang giả vờ vào hỏi mua điện thoại. Khi nữ nhân viên đang giới thiệu thì bất ngờ thanh niên này rút vật nhọn kề vào cổ cô gái. Quang đưa nhân viên bán hàng vào phòng trong rồi trói lại. Tiếp đó, Quang chạy ra tủ trưng bày lấy đi 5 chiếc điện thoại rồi lên xe tẩu thoát trên quốc lộ 51. Sau khi nhận được tin báo của bị hại, công an huyện Long Thành đã nhanh chóng thu thập tài liệu, khoanh vùng đối tượng và tiến hành truy bắt. Sau 3 giờ truy đuổi, Nguyễn Thế Đăng Quang đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tang vật thu giữ 5 điện thoại, 1 xe mô tô, 1 vật nhọn Thái Lan và số tiền mặt 19 triệu đồng. Vụ việc đang được công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.